Sau quá trình theo dõi, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Hòa Vang vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Hồng Minh, 39 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Bùi Tấn Toàn, 36 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam và Đỗ Tấn Châu, 30 tuổi, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, chuyên thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cụ thể, từ cuối năm 2020, các trinh sát xác định Toàn và Châu trọ trên địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang và thường xuyên có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành theo dõi, ngày 24 tháng 2, Công an huyện bắt quả tang Toàn đang bán ma túy cho một con nghiện trên đường liên thôn giữa Hòa Tiến và Hòa Phong, thu giữ 2 gói ni lông. Toàn khai là ma túy đá. Cùng lúc này, một tổ trinh sát khác đã bắt giữ Châu gần khu vực thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, thu giữ một gói ma túy đá. Mở rộng án, Công an huyện đã bắt khẩn cấp Minh tại một phòng trọ ở xã Hòa Tiến, thu giữ 6 gói ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã đặt mua số ma túy trên từ một đối tượng không rõ lai lịch ở ngoại tỉnh, đem về phân chia và bán lại cho các con nghiện kiếm lời.